Anh chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đài Gaming. Và trong đêm nay mình sẽ làm video về lái máy bay Vietnam Airlines ATR-72 trong GTA 5. Thì cái con máy bay này thì lúc trước có lúc mà cái hôm mà mình làm video về lái máy bay Boeing 777 á, thì có một cái bạn comment nói là mình lái con ATR-72 đi. Tuy nhiên lúc đó thì chưa có cái mod cho nên mình không có làm được. Thì hiện tại thì đã có cái mod đó rồi và mình cũng đã làm skin rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi ra sân bay ha. Thì đây là cái con limo mà hôm bữa mình làm Uber nó còn tới bây giờ luôn. Đây nè. Để trong gara nó không có bị gì hết, nó trắng tinh luôn, mới tinh luôn. Còn con này trời ơi, để ngoài đường tuyết nó bu trắng xóa luôn. Bên này nữa, dơ hầy. Thôi lên xe. Mà nghe tiếng tít không? Để mình xuống xe mình lên lại. Nghe cái tiếng, hình như mình mới nghe cái tiếng tít. Đó, tiếng lúc mà nổ máy lên đó. Nổ máy xíu đã lâu á, trời lạnh không hoạt động. Noel sắp tới mà bị bắt vẫn phải đi lái máy bay nha, buồn thiệt chứ. Để mình đánh dấu checkpoint ra sân bay cái đã. Tuy nhiên thì con máy bay này nó lúc mà nó chỉ là thay thế con Cuban nhỏ xíu thôi. Con máy bay Cuban hai cánh quạt á, thì mình không có thể spam ra để lên xe được. Chỉ chỉnh ra xong mình chỉnh cái enter luôn á, là lúc mà mình chỉnh xe ra nó sẽ nhảy vô luôn á, cho nên là mới lái được thôi. Tuy nhiên con này nó vẫn có cái lỗi, lâu nó vẫn bị lỗi game. Oh shit. Oh shit. Tại tiết nó trơn quá, quẹo lộn, nó chày luôn. Thì cái series làm cảnh sát GTA 5 trong lễ BDFR mình sẽ làm, nhưng mà làm từ từ, tránh làm nhiều quá nó bị loạn hết trơn rồi bị... Nói chung là từ từ, làm từ từ để thả thính cho nó dễ. Tự nhiên cái nó đứng cái chả biết bị cái gì nữa. Thì mình sẽ làm từ từ để thả thính cho nó dễ, chứ làm nhanh quá thính nó không có kịp. Cái này là mod mà mình mod của tuyết của trong trainer nè. Biết nó bị cái gì nữa mà sao nó lát không có nổi. The fuck. cái tiếng này lúc mà chạy xe ngang nghe cái tiếng đó. Ôi nó không lát máp được luôn. Quá xịt. Tiết này là tiết của trainer. Nó chỉ có tiết vậy thôi, tiết nó phủ lên vậy thôi chứ không có cái gì hết trơn. cái tiếng kèn của nó mà lúc mà chiếc xa nghe mắc cười quá. Ơi, đụng cái thằng quỷ này. Thì mấy bạn thông cảm giúp mình đi, máy mình nó yếu cho nên là nhiều lúc chơi nó lag với lại cấu hình không có được mượt cho lắm. Mấy bạn thông cảm giúp mình đi. Thông cảm mà chứ biết sao giờ. Hay đi đường dưới chứ đâu có phải đi đường trên đâu. Đi đường dưới nó mới xuống sân bay được, đi đường trên là nó ra cái ra cái chỗ dòng xuống dưới kia luôn, đi đường dưới mới được. Hello mấy anh. Xe chạy hồi xíu trắng bóc luôn. Kiểu này tốn tiền rửa xe nữa, bạn thấy nó đèn nó chói lóa không? Sáng chói lóa luôn. Ôi taxi nuôi đít nhau luôn kìa. Làm gì mà hốt hoảng quá vậy. Ở đây mình phải sẽ phóng cái dốc không? Không thèm chơi chạy vô nữa, phóng. Ê đụng cái gì rồi? Đụng cái gì mà nghe cái tiếng nó thảm thương quá.
Rồi xong. Xong luôn. Xong luôn. Bay có chút xíu mà banh cái mỏ. Banh đít cho chưa chưa cho banh đít. Banh banh cái mỏ với banh bên 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 phải cửa. Ê bên trái cửa chứ. Bên này. Bên phải không, cái này là nó dính dính tuyết thôi không sao. Bây giờ là vô đây đậu thôi. Trong này nó không có tuyết nè, ngoài kia nó có tuyết. Tuyết nó phủ banh nó chiếc mấy chiếc máy bay luôn rồi. Giờ đậu xe đây đi. Sao nó không đóng cửa lại ta? Siêu xe kéo gì mà mỗi lần mà xuống xe cửa giơ lên trời luôn à. Đó, phải đóng kiểu đó mới được. Thua hết biết nói gì luôn. Bây giờ là chạy ra sân bay đâu rồi? Cái đường này đúng không ta? Rồi đúng rồi, giờ là qua bên này nữa. Trang xóa chờ nó thấy đường rồi vậy sao mấy chiếc máy bay nó đáp được ta? Vừa là phải chờ tối đâu mở đèn lên đâu, khó đáp lắm. Không, nhưng mà nó là game cho nên là nó biết đáp. Ok, spam ra đây Kuban 800. Thì nó sẽ ra cái con máy bay mình đam mod Vietnam Airlines. Để mình lùi ra chút xíu. Đây thì cái cabin hoạt động rất là ok, rất là đẹp. Cái này cũng hoạt động đây. Bẻ qua phải lên xuống. Có bẻ xéo xéo nữa hay nào. Rồi. Xéo xéo hay nào. Buông ra nó về giữa. Ok bây giờ mình sẽ đi ha. Đây là con Vietnam Airlines mà mình đã làm. Đây cái đuôi có một cái lá cờ Việt Nam. Đây là có hình hoa sen. Rồi bên hông là cái là VN là Việt Nam. Còn cái phía sau là cái số hiệu của chiếc máy bay ấy. Mình không biết ghi gì cho nên mình ghi NDG là NDGmin. Phía dưới là cái tên máy bay là ATR-72. Đây bên này là động cơ có cái hình hoa sen. Rồi Vietnam Airlines. Rồi cái logo của SkyTeam. Mở đèn lên. Ok lấy chớn bay thôi. Gặp bánh vô. Ok bay. Đây là thành phố nó phủ tuyết hết trơn luôn mà không thấy giờ Noel đâu hết trơn nè. Định lấy máy bay bay kiếm giờ Noel mà không thấy đâu hết. Buồn thiệt. Đây là bên góc nhìn bên trong cabin của chiếc máy bay. Để mình lộn vòng nha. Lộn. Đó. Bay này lộn được chứ mấy con mà chở khách kia nó nặng lắm, lộn nổi, lộn cái lộn cổ luôn. Để mình bay qua bên sân bay bên này. Biết thấy đường không, biết thấy đường đáp không nữa. Ây da da, gió quá, gió quá. Đợt trước bay con Boeing 777 nhìn lộn đường băng cho nên là quay đầu quá trời luôn. Đến bay lên trời xem mà nó có cái gì trên đó không. Lỡ đâu gặp ông già Noel sao. Biết bay lên nổi không nữa hả, lên tắt động cơ cái nó tụt xuống luôn. Thấy tình hình là thấy khó ăn rồi, khó ăn rồi. Lên đây lên hết nổi rồi. Lên nổi không? Ở nó tụt máy bay rồi. Nhìn cái kia, nhìn cái đỉnh núi kia, nhìn như kiểu là đỉnh Everest á. Không, đây là chắc là không mà nhìn giống đó. Nó cao lên thì bên kia có chiếc máy bay rồi. Chiếc máy bay chở khách đó. Bay tầm tầm thấp này thôi, nhìn bay lên cao quá nó không nổi. Cơ chuẩn bị đáp xuống rồi, sắp tới rồi, nó nằm kế cái hồ nước đó. Bữa mình bay lộn chỗ cho nên là dòng quá trời luôn, với lại cái con 77 nó nặng nữa cho nên là nó khó lắm. Còn cái con này thì nó nhẹ cho nên là không sao. Con này thực chất là mod của máy bay nhỏ xíu à, mà tại mod do cái khung nó bự. Tuy nhiên là lâu nó vẫn dính lỗi tại vì không có handling cho nên là vẫn lỗi. Mở đèn đi. Đây là cái sân bay kìa, đâu rồi. Sân bay đâu à? Cái sân bay phải không? Ở đâu quá ta? Chắn tươi luôn, thấy gì luôn á. Đâu á? Bên này hả? À ở đây nè.
Trời ơi. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái đường trắng trắng tinh này luôn nè. Hạ bánh ra cái đã. Ê, nó dừng động cơ luôn. Ê, từ từ thôi, từ thôi, mấy xíu ăn đá rồi rồi, ok. Hôm nay mình mới vừa bị tắt cái động cơ để cánh quạt nó đang quay cái nó tắt luôn. Thời tiết Noel cho nên là âm u quá đi. Để xuống đây mình dầm đầu lại cái đã. Này là cái bãi đáp trực thăng nè. Rồi ok, dòng đầu xong. Đây nè, rồi. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ bay qua bên kia đi ta, bay qua bên. Không biết cái sân bay quân đội này bay qua có sao không nữa, tại sợ bay qua cái bị bên kia cho ăn tên lửa là chết. Nổi bay luôn á. Để bay qua thử coi có bị gì không. Mong là mấy nó cho đáp. Dạ, gió nó rung mấy cánh quạt luôn, vãi xịt. Rồi lên thôi, mong là mấy anh đẹp trai quân đội trong đó cho ấy quên quên cất bánh vô nó hàng gì, gió nó lùa vô gió nó lùa vô bay không nổi luôn, vị sứ. Cái núi cái núi bây giờ thành núi tuyết luôn rồi, trắng trắng tinh luôn. Kiểu này phải kiếm cái gì đó lên trượt xuống mới được. Nè, để mình lộn một vòng. Đó. Đây bên này cũng nhìn bên trong nè. Lộn. Cái này mà chở khách chắc nãy giờ nó ói nó chửi tùm lum luôn á. Không biết cái men này có cho đáp hay không nữa đây. Men ơi, được cho em đáp mấy anh ơi. Việt Nam Airlines mang số hiệu VN NDG xin phép đáp ở sân bay quân sự. Cho đáp gì? Trời ơi, em đi liền, em đi liền, em đi liền, em đi. Ê, cái gì, cái gì? Ê, đừng, 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 đừng bắn em. Đừng có bắn em, đừng có bắn em, đừng có bắn em. Đừng có bắn, đừng có bắn. Ôi, hình quá. Nó bắn hụt rồi. Ngu quá mày. Ôi, phản lực nó dí rồi, chết bà rồi. Chết bà, em xin lỗi mà, em xin lỗi, em đã tử ơi. Ôi, nó nổ rồi. Để em đi theo chuyến bay này, em đi về, em lạc đường, em lạc đường, mấy anh đừng có bắn em. Bắn chưa? Chưa, hết bắn, hết dí rồi. Hết hồn, hai con phải lực nó bay ghê thiệt chứ. Thì mình bay theo con này. Bay theo nó về. Bay đâu anh trai? Bay gì đây? Bay Việt Nam Airlines giống mình hả? Cứ mời nó nè, nó bay kiểu gì mà sao lên xuống như vậy mày? Ơi, bay đâu đó? Giống mình nè, trời. Bay đâu đó, nói không trả lời, nó sao nó bay thấp quá vậy? Đáp không hả? Đáp xuống hả? À, mày đáp theo, đáp theo chứ. Bay theo đoàn. Đó, chậm chậm lại trên. Ơi, ui. Mày bay chậm quá vậy. Bay nhanh lên chứ mày. Lẹ về lạnh quá trời luôn rồi. Chừng đâm vô núi rồi nha. Để tao đi theo tao bảo kê mày cho. Bay rừng bị gần biển có gì bị trục trặc gì ta té xuống biển, bay bên kia có gì lọt xuống là chết luôn. Mà xuống dưới biển ở độ cao này chắc cũng banh banh xác luôn á, không chắc không banh đâu, lạnh tới chết thôi chứ không banh đâu. Thôi rồi ok, để cái thằng quỷ kia đua không tao mày đua chơi vô mày, nãy hên được chứ, lúc mà nó bắn cái tên lửa rấu không biết bấm gì bấm tầm bậy nó cũng cũng được nữa chứ, bấm tầm bậy cái nó chúa xuống cái vậy nè, cái nó né được cái tên lửa luôn. Nhưng mà lần là chết rồi. Trông cho nó mát mẻ. Cái sân bay nó trắng tươi, không thấy gì luôn, không thấy đèn, nó không có đèn lên ta. Bọn này không có thấy cái gì luôn á. Dạ, chào đảo, chào đảo. Lắc, lắc, ô sao bé không lắc.
Cái này thời tiết này mà hát cái bài đó là hay à. Ô sư bé không lắc á, lắc lại lắc lại lắc lại quá trời. Đây là sân bay bên nào, tao đá bên nào, đá bên bên kia bên kia bên kia, họ thấy đường luôn, họ thấy luôn rồi, thấy rồi. Ơ cánh quạt, cánh quạt, cánh quạt, cánh quạt mấy người người, nhưng mà nó ngủ. Thằng kia đi đâu á, tụi mày đáp chứ. Đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống. Rồi 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 rồi, yeah, ok 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 ok, quá 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 quá. Bây giờ chạy vô nhà sân bay, không biết cái xe còn không nữa, biết để đó quên khóa nữa, không biết con nào hắt không, sợ nó hắt cái là xong luôn á. Thôi thì mình để máy bay đi, để đó xíu cũng có một cái người xuống, người ta dắt máy bay vô. Ấy chết bà, chạy. Chết chết, no no, oh no, oh no, bây giờ bay không kịp đâu. Thôi dừng lại, dừng lại, dừng gấp, né ra, né ra, né ra, né. Chết chưa, ấy da, ấy da, tai nạn rồi. Sao cái bọn đó, cái tháp nó không có thông báo. Ôi, con chiếc kia đi đâu, chiếc này chiếc nào á, ấy cái gì vậy, nhắm mà. Chiếc này là chiếc mình thấy nghe tiếng nó luôn. Này chiếc nó cũng máy bay chở khách thường. Số cái bọn tháp này nó không có thông báo là có máy bay để mình biết mình né ra hay cái gì. Nếu mình re nó không nói gì hết trơn á, gặp một loại nó không biết né nó nữa thôi. Chi buồn, adios ally. Chi buồn. Banh cả máy bay của tôi luôn. Thời đồ lạnh quá trời ơi. Lạnh quá. Không mà chạy bộ vậy nó không lạnh đâu. Không biết con xe nó bị hắt chưa nữa. Đừng hắt xe tôi nha. Quên khóa nữa. Nay quên khóa xe rồi. Hắt cái là khóc luôn. Khóc ra máu luôn. Ơ lộn, khóc ra tiếng Hán luôn. Hôm nay không thấy đua xe nữa. Hôm nay trời lạnh quá. Mấy em không ra đứng đua xe nữa. Buồn. Cố lên, 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 cố lên. Xe còn không? Hù. Xong luôn. Nghỉ chơi luôn. Xe nó mất tiêu luôn. Mấy thằng quỷ. Ê mày, tao nói mày ở đây mày canh xe tao, sao mày không có mày. Tao bắn một cái là mày chết luôn như mày. Từ lúc mod KK là vô cái mình thích KK luôn rồi. Nhìn nó đẹp, nó thật. Nó không có giống như mấy kia. Nó úi, chúi úi. Ôi ôi siêu xe nè, ôi ôi mà vàng luôn, mà vàng giống như con xe kia vậy, bánh cũng mà vàng luôn, trời ơi hàng xịn, xe cổ nữa chứ, vậy mới ghê chứ, trời ơi, đó, wow, mở đèn là đó, sáng chơi lóa, ý ra đèn vàng không chơi, chơi đèn xanh là tôi không chơi đèn vàng, mấy thằng quỷ sứ đi ghét cái độ đèn vàng lắm, ở bên kia có con cơ bắp mà cơ bắp đó, nó không đã, tôi có con xe này rồi. Thấy chưa? Thôi bây giờ tôi chạy ra tôi đi nâng cấp cái đã. Đổi đèn xanh. Đèn vàng chơi không vui, đèn vàng nó xấu quá à. Bảo vệ đâu, mở cửa bảo vệ ơi. Đẹp ấy, mình thấy nó đẹp á. Chỉ biết có con xe này trong này á, mở cửa nha. Ôi. Gì đây? What the fuck? Trong này cũng có tiếng nữa hả? Ôi vãi. Ơi bằng phím mà trời, vậy sao mà chơi. Ê, lên mạng được không? Lên mạng được nè. Cũng được, vẫn còn xài được ha. Không có gì mới hết trơn. Cũng lên mạng được bộ, trời đùa hoài. Facebook ơi, ấy cái gì vậy? Facebook ơi, www.facebook.com. Chú ơi, bị gì rồi chú? Sao lên Facebook mà tự nhiên nó ra cái hình này ai, bạn gái chú hả? Rồi không được ta. Google.com nó không ra luôn hay là phải ghi kia ta rồi. HTTPS 2 chấm không ghi được 2 chấm thôi. Google.com nó học sữa luôn, đâu có mua sữa đâu, kỳ ta. Để mình vô cái trang này ha. Trời đất chấm com. Thôi cái này bạn nào biết trời đất thì thôi, không biết thì thôi, mà nào không biết đâu. Tại thấy thích trời với trời đất, ghét trời, ghét đất cho nên ghi trời đất đó mà. Sao bấm được cái này tắt đi. Ý ra nữa kìa, trời ơi, trời đất ra nguyên hình gái luôn. Đây cổ phiếu nè, bên này là máy bay. Máy bay nè, đó. Đó.
cái con Cuban này nè mấy bạn, con mà mình đã mod nè, nó có chút xíu à, mod nó kêu cho nó bự cho nên là nó không có xuống xe, không có lên được. Thôi chả rồi, máy gì đâu mà mất mạng rồi, không xài được gì hết trơn. Nè, điện thoại à. Trời ơi, tuyết đóng mà máy màn hình vẫn còn xài được này, Win 7 này nè. Ở đây có cái hình My Computer nè, mấy bạn thấy không? Đây nè, Win 7 nè. Phím với chuột đóng băng rồi, hai cái máy này à, giống camera nè. Này có gì đây, có bánh không cho ăn miếng chú. Con này máy pha cà phê nè, cà phê gì đâu mà đóng tiếc luôn. Cái cà phê bên trong nó đóng trắng trắng tinh luôn. Thôi bye bye ông nha, chúc ông uống uống nước tuyết ngon lành. Tôi đi đổ xe đây để mình lên số tay. Ý chỗ cái đèn da đẹp quá trời luôn các bạn. Đây nè, tắt đèn nè, đó sáng chói lóa luôn em, sáng chói lóa luôn. Đó, đây là cái đèn, cái số dè mình để bấm là nó không có lùi nhưng mà nó vẫn để cái đèn nè, nên bấm W nó sẽ chạy, còn bấm S nó sẽ dừng. Đó, cái số tay này là thích nhất là cái số S bạn giữ nó sẽ dừng luôn, giống như là mình dừng đèn đỏ vậy. Đèn thì dừng đèn đỏ mà nó nhấn thắng á, nhấn ga rồi đó, phanh tay rồi này kia đây nè, đó nhấn cái nó thắng luôn. Đua xe hả? Có đua xe hả? Xe cụ bắp, xe tao sao đua lại? Tôi biết số phận thôi mà cái xe này sao đua lại? Xe này là xe cổ, xe cờ bắp. Đi chơi với mấy con xe siêu xe không mà đua chắc chết quá. Bánh xe đẹp quá trời luôn. Hên là tuyết nó không có dày đặc ha, tuyết nó chỉ bám thôi, chung là nó chỉ dày dày chút xíu thôi, nó không có dày lắm mà kêu xe xúc ra xúc á. Wow, đây là đèn pha nè, cót nè, sáng trưng luôn. Chạy là phải mở đèn cót, cót đèn xanh mới đẹp chứ ai chơi đèn vàng, vàng nhìn thấy ớn luôn. Quay quay quay, ơi khôn á, khôn khôn, tại tuyết trượt quá, cái nó đánh nhẹ cái thôi mà nó lạng qua chỗ khác luôn. Ở đây cũng có nhiều xe quá ha. Ở đây có một chiếc xe cơ bắp, một chiếc xe hở mui, ở mấy chiếc kia mấy chiếc banh bà nó rồi. Ngu hở mui, trời này tuyết nó rơi mà còn để hở mui nữa là xong mày rồi. Invertero Conquest Classic, Sport Classic, thể thao mà thể thao cổ điển. Nâng cấp rồi, Bumper nè. Này đi cho nó đẹp. Nói để cái đó, để này cho nó đẹp mà. Rồi để màu luôn cho nó đẹp. S-How. Ồ, hai cái bô nó chuyển đi đâu rồi? Bình hồng đúng không ta? Ủa, nó nằm đâu à? Ủa, ở đâu cái cuối này nè? À đúng rồi, nó chuyển bình hồng. Thôi để dưới này nó mới đẹp. Hút. Thôi màu này đi. Nè đèn nè, đó xeon liền. Chơi neon ở dưới luôn. Màu gì là quá đẹp rồi. Thêm mấy cây chống vô có gì mà chạy. Ý, thôi thôi trời trời tuyết mất công lắm. Trời này đi để cái đó là ngu rồi. Xe đẹp. Không cần cần gì hết trơn. Đó, xong. Bye bye. Vậy là mốt có con xe mới để đi rồi mấy bạn ơi. Để bố mình đổ cái mâm lên nè. Mâm này đẹp hả chứ chưa đẹp lắm. Nè, đó, sao xuyến. Sáng trưng luôn. Rồi ok thì video mình đến đây hết. Thì các bạn nhớ cho mình một like, một share và một subscribe cho kênh mình. Và đừng quên comment góp ý của các bạn ở phía dưới nha. Để mình thì mình sẽ trả lời các comment sớm nhất có thể. Rồi các series về cái video series về cảnh sát thì mình sẽ tự làm tiếp chứ hiện giờ thì thả thính thôi. Làm nhiều quá nó loãng rồi, bây giờ buồn rồi. Vậy mình từ từ mình làm mình thả thính chơi ha. Ok thì mình sẽ dừng video tại đây. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.